Trong những ngày đầu khám phá khủng long, điều khiến chúng nổi tiếng là kích thước khổng lồ đáng kinh ngạc của chúng. Sau đó, khi các nhà khảo cổ phát hiện ra loài khủng long ăn thịt mới, chúng là loài săn mồi đỉnh cao có thể dễ dàng ăn thịt ngay cả những loài vật lớn hơn chính chúng rất nhiều đã trở nên rõ ràng. Những loài khủng long ăn thịt lớn là loài săn mồi đáng sợ nhất trong thời đại của chúng, thống trị môi trường sống tương ứng của chúng. Các loài khủng long sauropod cổ dài nổi tiếng và nhiều nhóm phổ biến khác, chẳng hạn như Ceratopsian, Hadrosaur và Ankylosaur đều là các loài ăn cỏ. Theropod là nhóm khủng long ăn thịt chính. Chúng có nhiều cách thích nghi để biến điều này thành hiện thực, bao gồm bộ hàm khổng lồ có thể nghiền nát xương và những móng vuốt khổng lồ có thể xé thịt con mồi một cách dễ dàng. Một số còn được biết đến với tốc độ tuyệt vời và chuyến thực săn mồi ấn tượng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 14 loài khủng long ăn thịt lớn nhất để khám phá các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng, chẳng hạn như kích thước, nơi chúng sống và cách chúng săn mồi. Mình có một số lưu ý nhỏ nhỏ là các thông tin về kích thước và cân nặng của chúng chỉ mang tính tương đối, vì nghiên cứu khoa học không thể nào khẳng định chính xác 100% được. Mình cũng xin cảm ơn bạn Xuân Đạt đã hỗ trợ phần thông tin loài để chúng mình có thể hoàn thành content này. Hãy ấn like, subscribe ủng hộ UJXA, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 14, Daspletosaurus. Daspletosaurus là họ hàng gần của T-Rex và sinh sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỳ phân trắng khoảng 77 triệu năm trước. Một số chuyên gia còn cho rằng loài khủng long này có lẽ là tổ tiên trực tiếp của loài T-Rex vì nó sống trước đó một khoảng thời gian. Tên của nó có nghĩa là thằn lằn đáng sợ, mô tả chính xác kích thước của loài săn mồi oai vệ này. Nó có thể phát triển đến chiều dài khoảng 8,5 đến 9 mét, nặng khoảng 2 đến 3 tấn khi trưởng thành, và săn mồi nhiều loài khủng long ăn cỏ khác nhau như Centrosaurus và Hippocrosaurus. Bằng chứng cho thấy Daspletosaurus có thể sống và săn mồi theo bầy. Điều này sẽ cải thiện hiệu quả săn mồi của chúng. Số 13, Allosaurus. Allosaurus là một loài khủng long chân thú Bắc Mỹ sống vào cuối kỷ Jura, khoảng 145 triệu năm trước. Allosaurus là một trong những loài khủng long lớn nhất thời bấy giờ, với chiều dài trung bình ước tính là 9,7 mét và nặng khoảng 2,7 tấn. Nó có hộp sọ khổng lồ chứa đầy những chiếc răng sắc nhọn và có khả năng là loài săn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái của nó. Chi trước của Allosaurus cũng phát triển tốt so với các chi khủng long chân thú lớn khác như T-Rex. Cánh tay khá khỏe và bàn tay có móng vuốt có lẽ giữ chặt con mồi đang vùng vẫy. Số 12, Carnotaurus. Carnotaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt kỳ lạ nhất thời kỳ kỷ phân trắng. Nó có hai chiếc sừng nổi bật trên đầu, giống như sừng của một con bò đực. Các chuyên gia cho rằng những chiếc sừng này có thể hữu ích cho các cuộc cạnh tranh giữa các loài khủng long này để tranh giành bản tin, tương tự như cách những con bò đực hiện tại tranh giành nhau. Ngoại hình và hành vi đặc biệt này đã mang lại cho loài khủng long này cái tên khủng long bò đực. Carnotaurus là loài săn mồi đáng gờm ở Nam Mỹ vào cuối kỳ phân trắng. Mặc dù có thân hình nhẹ so với các loài ăn thịt đáng chú ý khác, nhưng Carnotaurus vẫn đạt được chiều dài ấn tượng trung bình khoảng 7,5 đến 8 mét và có cân nặng rơi vào khoảng 1,3 cho đến 2,7 tấn. Số 11, Chilantaisaurus. Chilantaisaurus là một loài khủng long theropod lớn sống ở Trung Quốc khoảng 92 triệu năm trước, trong thời kỳ cuối kỳ phân trắng. Loài khủng long này là họ hàng xa của Allosaurus. Nhiều khía cạnh trong cuộc sống và mối quan hệ của nó với các loài khủng long khác vẫn chưa rõ ràng do tính chất hóa thạch còn chưa hoàn thiện. Theo nghiên cứu của Brussels năm 2010, thì Chilantaisaurus có chiều dài rơi vào khoảng 11 mét và nặng khoảng 6 tấn. Chilantaisaurus là loài ăn thịt khổng lồ, đủ lớn để săn một con khủng long lớn nhất trong môi trường sống của nó. Số 10, Suchomimus. Cái tên Suchomimus có nghĩa là bắt chước cá sấu, và nó dùng để chỉ hộp sọ dài và nông của loài khủng long này, gần giống với hộp sọ của cá sấu. Chiếc mõm dài có nhiều răng hình nón, đặc trưng của loài khủng long là ăn cá. Suchomimus là loài khủng long Spinosauridae, có nghĩa là nó có quan hệ họ hàng gần gũi với Spinosaurus. Cả hai loài khủng long này đều sống ở Bắc Phi trong thời kỳ kỷ phân trắng, nhưng Suchomimus sống sớm hơn trong thời kỳ này. Với chế độ ăn của mình, Suchomimus sống gần ở khu vực một vùng nước lớn và có lẽ có khả năng bơi lội. Chiều dài ước tính của nó rơi vào khoảng 9,5 cho đến 11 mét và nặng từ 2,5 đến 3,8 tấn. Số 9, Tarbosaurus. Mẫu vật điển hình của Tarbosaurus dài khoảng 10 mét,
cao khoảng 3m và nặng khoảng từ 4,5 cho đến 5 tấn. Thường được coi là phiên bản châu Á của loài T-Rex nổi tiếng. Cả hai loài khủng long này đều liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng Tarbosaurus sống ở Mông Cổ vào cuối kỳ phân trắng khoảng 70 triệu năm trước. Giống như ngựa anh em họ Bắc Mỹ, Tarbosaurus là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của nó. Nó săn những con khủng long lớn, bao gồm các loài Dimetosaurus, Saurolophus. Tarbosaurus có hộp sọ lớn nhất so với bất kỳ loài khủng long Tyrannosaurus nào ngoài T-Rex. Hàm có tới 64 chiếc răng, nhiều hơn cả Tyrannosaurus. Số 8. Merases gigas. Merases là một chi khủng long chân thú các Carodontosaurus lớn, sống từ thành hệ Huayncon của kỳ phân trắng ở Patagonia, Argentina. Chi này chỉ có một loại duy nhất là Merases gigas. Merases gigas được Canelli và Cộng sự mô tả vào năm 2022. Cái tên Merases vinh danh một con rồng được nữ hoàng Rhaenys Targaryen cưỡi trong loạt tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của George Martin. Còn gigas có nghĩa là khổng lồ trong tiếng Hy Lạp, liên quan đến kích thước lớn của nó. Merases là một trong những loài khủng long chân thú lớn nhất. Theo những nghiên cứu của Henderson vào năm 2023, ước tính loài khủng long này nặng khoảng 4,26 tấn và chiều dài cơ thể là 9-10 mét. Merases sở hữu chi trước bị thu nhỏ, một ví dụ về quá trình tiến hóa hội tụ xảy ra ở 4 dòng dõi khác nhau: các Carodontosauridae, Apelisauridae, Tyrannosauridae và Alvarezsauridae. Ngoài ra, ngón chân thứ hai ở móng vuốt tỏ ra nhảy gấp đôi móng vuốt ở ngón chân thứ tư. Số 7. Acrocanthosaurus. Acrocanthosaurus là loài săn mồi lớn sống ở Bắc Mỹ vào đầu kỳ phân trắng. Tên của nó có nghĩa là thằn lằn có gai cao, ám chỉ các gai thần kinh cao trên lưng của nó, hỗ trợ một khối cơ tạo thành đường gờ dọc theo lưng, tương tự như các loài bò rừng ngày nay. Acrocanthosaurus có chiều dài khoảng 11 mét và nặng trung bình khoảng từ 4,4 cho đến 6,6 tấn. Kích thước khổng lồ và các chi khỏe mạnh của loài khủng long này cho thấy nó không phải là loài chạy nhanh nhẹn. Điều đó có nghĩa là nó có thể sử dụng phong cách săn mồi phục kích để hạ gục con mồi. Số 6. Mabusaurus. Mabusaurus là loài ăn thịt khổng lồ có liên quan chặt chẽ với các Carodontosaurus. Tuy nhiên, không giống như người anh em họ của nó sống ở Nam Mỹ thay vì châu Phi. Mabusaurus có chiều dài trung bình từ 11 đến 12 mét và nặng tối đa là 5 tấn, khiến nó trở thành một trong những loài săn mồi lớn nhất trong môi trường sống của nó. Ngoài việc có kích thước to lớn, các chuyên gia còn cho rằng loài khủng long này có thể săn mồi theo bầy, một hành vi bất thường đối với một loài động vật ăn thịt khổng lồ như vậy. Điều này sẽ khiến nó trở thành kẻ săn mồi đáng gờm hơn so với các loài khủng long ăn thịt khác cùng thời kỳ. Tuy nhiên, bản chất hợp tác săn bắt giữa những con khủng long này vẫn còn chưa được chắc chắn. Số 5. Tyrannotitan. Tyrannotitan là một chi khủng long theropoda lớn thuộc họ các Carodontosauridae, sống vào thời kỳ tầng áp của thời kỳ Cretaceous sớm và được phát hiện ở Argentina. Nó là họ hàng gần của chi khủng long ăn thịt lớn khác như các Carodontosaurus và đặc biệt là Gigantosaurus và Mabusaurus. Tyrannotitan là một loài khủng long lớn, đạt chiều dài từ 12,2 đến 13 mét và có khối lượng cơ thể từ 4,8 cho đến 7 tấn. Tyrannotitan có cánh tay tương đối nhỏ, giống với các loài khủng long Tyrannosaurus hơn là những họ hàng gần của nó trong họ các Carodontosauridae. Điều này khiến các nhà khoa học so sánh với các loài khủng long chân thú Bắc Mỹ, mặc dù không có quan hệ họ hàng gần với nó. Tyrannotitan có hộp sọ lớn với bộ hàm khổng lồ cho nhiều răng cưa sắc nhọn. Bộ hàm khỏe và hàm răng sắc nhọn rất hữu ích trong việc bắt và xé xác con mồi. Số 4. Các Carodontosaurus. Cái tên các Carodontosaurus được dịch là thằn lằn răng cá mập, vì loài khủng long có bộ răng tương tự như của một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất hiện nay, đó là cá mập trắng lớn. Những chiếc răng cưa khổng lồ của loài khủng long này được thiết kế để cắt xuyên qua thịt con mồi một cách tương đối dễ dàng, nhưng sẽ không có khả năng nghiền nát xương. Nó có chiều dài từ 12 đến 12,5 mét và nặng từ 5 cho đến 7 tấn. Các Carodontosaurus sống ở Bắc Phi cùng với Spinosaurus to lớn không kém. Nó săn mồi chủ yếu là các loài khủng long sauropod, loài khá phong phú ở Bắc Phi vào cuối kỳ phân trắng khi loài khủng long này còn sống. Con mồi điển hình của loài khủng long này có thể bao gồm một số loài sauropod chẳng hạn như Paralititan và Ekiptosaurus. Số 3. Spinosaurus. Spinosaurus nặng 7,8 tấn và dài 14,2 mét. Điều này giúp nó đứng thứ 3 trong các loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được biết đến. Nó sống ở Bắc Phi vào cuối kỳ phân trắng và là một trong những loài săn mồi hàng đầu trên lục địa vào thời điểm đó. Điều thú vị là loài khủng long chân thú này có sở thích ăn cá, mặc dù nó có thể dễ dàng săn bất kỳ con mồi trên cạn nào,
có nhiều trong môi trường sống của nó. Điều này được chứng minh bằng mõm giống cá sấu của loài khủng long này. Điều này cho thấy chế độ ăn chủ yếu của nó là cá. Loài khủng long này còn được biết đến với cột sống thần kinh khổng lồ giống như cánh buồm mọc ra từ lưng. Mặc dù có kích thước khổng lồ nhưng bằng chứng cho thấy Spinosaurus là loài săn mồi nhanh nhẹn. Nó có lẽ cũng có khả năng bơi lội. Điều này khiến nó trở thành một trong số ít loài khủng long chân thú sống theo lối sống một phần dưới nước. Số 2. Bạo chúa T-Rex. Tyrannosaurus Rex, thường được gọi là T-Rex, được cho là loài khủng long ăn thịt mang tính biểu tượng nhất từng được phát hiện. Loài khủng long chân thú tiêu biểu này là đại diện cho sức mạnh của tất cả các loài khủng long. Sự hung dữ của loài khủng long này được thể hiện trong các tài liệu về văn hóa đại chúng như bộ phim Công viên kỷ Jura, nơi nó được miêu tả là một kẻ săn mồi nhai thịt tàn nhẫn. T-Rex có chiều dài trung bình khoảng 12,3m, cao 3,95m và nặng khoảng 10,4 tấn. Ngoài việc là một trong những loài ăn thịt lớn nhất trên cạn từng được phát hiện, T-Rex còn có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài khủng long săn mồi nào được biết đến. Hộp sọ khổng lồ dài 1,45m và bộ hàm khỏe mạnh của nó có thể mang lại lực cắn đến hơn 45.000 N. Mặc dù một số nhà khoa học đã đề xuất lối sống ăn xác thối của T-Rex, nhưng rất có thể nó là loài săn mồi đỉnh cao của kỷ phấn trăng muộn ở Bắc Mỹ. Số 1. Giganotosaurus. Giganotosaurus có kích thước chỉnh hơn đôi chút so với T-Rex. Nó có thể đã tiến hóa sớm hơn T-Rex vài năm và sống ở Nam Mỹ. Điều này có nghĩa là cuộc chạm trán giữa con quái vật nổi tiếng này sẽ khó xảy ra. Giganotosaurus là loài săn mồi đỉnh cao ở Nam Mỹ vào cuối kỷ phân trắng khoảng 96 triệu năm trước. Loài khủng long này dài 13,5m và có trọng lượng ngang bằng T-Rex là 10,4 tấn. Nó có hộp sọ dài từ 1,3 đến 1,8 mét và có nhiều răng cưa có tác dụng xé thịt. Giganotosaurus là loài săn mồi nhanh nhẹn. Cũng có một số nghiên cứu cho rằng nó là loài khủng long săn mồi theo bay. Điều này sẽ có lợi vì nó phải hạ gục những con khủng long sauropod lớn làm con mồi. Vừa rồi là 14 loài khủng long ăn thịt có kích thước to lớn nhất bạn nên biết. Một lần nữa mình xin nhắc lại là các thông tin về kích thước và cân nặng cũng chỉ mang tính tương đối, vì nghiên cứu không thể nào khẳng định chính xác 100% được. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của All Jack sẽ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. No.